2 a. Đề bài là 3x trừ 1 lớn hơn 6x cộng 3. Thì các bạn nhớ đây là bất phương trình nha mọi người. Thì các bạn chuyển cái nào có ẩn chuyển qua hết bên bên trái, hàng nào số chuyển qua bên bên phải, vậy tương đương 3x trừ 6x, được chưa? Chuyển thằng này qua và chuyển thằng này qua lại, vậy là 3 trừ chuyển qua thằng cộng, được chưa? Còn bạn nào không biết nữa thì cứ hãy chuyển qua hết một vế giúp lợn, 3x trừ 1 rồi chuyển qua hết một vế, cứ chuyển qua hết một vế, được chưa? Sau đó rồi rút gọn, vậy là đây với đây còn lại là gì ạ? À? 3 mà trừ 6 còn lại trừ trừ 3x trừ 1 trừ thêm 3 nữa là trừ 4 lớn hơn 0. Vậy tương đương mình sẽ có là gì ạ? À? Trừ 3x chuyển thằng này qua đây thì lớn hơn 0 cộng 4 bằng 4. Và nhớ đây là nhân à, nhân chia số âm, nhân chia cho số âm chiều đổi về x nhỏ hơn 4 phần trừ 3 là trừ 4 phần phần 3. Và các bạn kết luận vậy x nhỏ hơn trừ 4 phần 3, thỏa mãn đề bài. Sau đó người ta kêu biểu diễn tập nghiệm trên trục, thì các bạn vẽ một cái trục ra. Đó, đây là không nè, được chưa? Bên phải số 0 là số lớn hơn 0, bên trái số 0 là nhỏ hơn 0. Vậy trừ 4 phần 3 nhỏ hơn 0 là trừ 4 phần 3 nằm ở đây. Sau đó các bạn nhớ nhỏ hơn nằm bên trái, lớn hơn nằm bên phải. Vậy x nhỏ hơn trừ 4 phần 3, vậy nằm bên bên trái nè. Do không có dấu bằng, đây là ngoặc tròn. Nếu có dấu bằng là ngoặc ngoặc vuông, được chưa? Bỏ bên bên phải. Ok chưa mọi người? Ok chưa? Ok không mọi người? Rồi. Mọi người ơi, rảnh tay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi đi ạ. À. Để Lợi được 100.000 follow sớm nhất đi mọi người ơi. Cố gắng like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi để Lợi được 100.000 follow sớm nhất nha mọi người. Mọi người ơi, bạn nào yêu quý Lợi thì các bạn có thể tham gia những nền tảng khác với thương hiệu là Thằng Thầy Lợi nha mọi người. Rồi, tiếp tục hành trình nha mọi người. Bài 2B, bài 2B các bạn nào hỏi không ạ? À? Bài 2B các bạn nào hỏi comment giúp Lợi đi ạ. À. Bài 2B khi nào là ốp và khi nào là dạng? Giảng gần xong rồi là sẽ up nha mọi người. Bài 2B các bạn nào hỏi mà. Mọi người ơi, bài 2B các bạn nào hỏi comment giúp lại số 1 có hả? À, có rồi, ok bài 2B luôn. Rồi, bài 2B nha mọi người. Hết lực luôn rồi mọi người ơi, các bạn thấy không? Giảng rất là nhiều luôn á, các bạn cố gắng chia sẻ like, share, chia sẻ tag bạn bè vào đây giúp lợi. Được chưa? Mỗi lần like là hết một cuốn lịch đó mọi người. Các bạn thấy rõ ràng là rất là nhiều đúng không ạ? À? 2B rồi, ok, 2B. Tập trung giúp lại đi mọi người. 2B. Đề bài gì ạ? À? Đó là 2x cộng 3 phần 2 nhỏ hơn bằng x cộng 1 phần 6 cộng x trừ 2 phần 3. Thì thứ nhất các bạn phải tìm mẫu thức chung, hay còn gọi là tìm bội chung nhỏ nhất của 2. Đó là tìm bội chung nhỏ nhất của 2, 6, 3. Bạn nào tinh ý nó sẽ ra 6 đúng không ạ? À? Còn bạn nào không tinh ý thì các bạn có thể sử dụng máy tính để hỗ trợ nè. Thì đây LCM chính là tìm bội chung nhỏ nhất của hai số, thì để tìm bội chung nhỏ nhất của ba số thì các bạn bấm như sau. Bấm on nè, alpha LCM, sau đó alpha LCM 2 với 6 trước. Đó, 2 shift phẩy 6 đóng ngoặc shift phẩy 3 đóng ngoặc bằng, đó là bội chung là 6, được chưa? Đó chính là mẫu thức chung. Sau đó các bạn gạch nguyên đường dài ra. Đó, 6 6. Rồi, đây là 2, đây là 6, 6 chia 2 được 3, lấy tử nhân nhân 3. Tương tự đây 6 6, 6 chia 6 được 1, nhân 1 thì khỏi cần nhân. 3, đây là 6, 6 chia 3 được 2 nhân nhân 2. Ok chưa? Và các bạn quan sát mẫu giúp lợi, mẫu này là lớn hơn 0 nên cái chiều bất đẳng thức này không đổi nha, cái chiều này không đổi nha mọi người. Vậy ta viết lại cái chiều đó, viết lại cái chiều đó và bỏ mẫu. Vậy là 2x cộng 1 tất xin lỗi 2x cộng 3 nhân 3.
Ở đây là x cộng 1 cộng 2x trừ 2. Sau đó các bạn phân phối vào hết chip L, phân phối vào. Vậy mình sẽ ra là 6x cộng 9 nhỏ hơn bằng x cộng 1 cộng 2x trừ 4. Bạn nào tin ý thì các bạn chuyển x qua bên trái, chuyển số qua bên phải. Còn bạn nào không tin ý, chuyển hết qua L. Nhưng mà trước khi chuyển các bạn nên rút gọn trước đi, cho nó đừng có rườm rà. Đây là x cộng thêm 2x là 3x. Đây là 1 trừ 4 là ra chữ trừ 3. Sau đó chuyển qua hết một vế. 6x cộng 9 trừ 3x. Nhớ chuyển vế đổi dấu nè. Nhỏ hơn bằng không. Được chưa? Sau đó rút gọn nè. Đây còn lại mấy à? 6 trừ 3 còn lại 3x. Đây 9 cộng cho 3 ra 12. Nhỏ hơn bằng không. Tiếp tục như vậy ta chuyển cái số 12 này qua đây. Vậy nhỏ hơn bằng trừ 12. Nhớ chuyển vế đổi dấu nha mọi người. Vậy x nhân hay chia số âm chiều mới đổi. Còn nhân hay chia số dương chiều không đổi. 10 trừ 12 chia 3 ra chữ trừ 4. Và các bạn kết luận. Vậy x nhỏ hơn bằng trừ 4. Sau đó người ta kêu biểu diễn trục. Thì các bạn vẽ một cái trục ra nè. Luôn luôn có số, số 0. Lớn hơn 0 nằm bên phải số 0. Nhỏ hơn 0 nằm bên trái số 0. Trừ 4 nhỏ hơn 0 nằm bên trái. Sau đó tương tự, x nhỏ hơn bằng nằm bên trái, x lớn hơn nằm bên phải. Nhỏ hơn bằng lấy bên trái, do có dấu bằng lấy ngoặc vuông. Còn không có dấu bằng thì lấy ngoặc tròn và bỏ bên phải. Được chưa à mọi người?